Chào mừng tất cả các bạn đến với channel của mình nha. Hôm nay mình sẽ quay cặp xe cuốc càng dài cho mấy bạn xem nè. Rồi, Cobanco SK045. Trước đây mình đã quay cái con này rồi nè. Nhưng mà bây giờ rất là hiếm khi quay hai con làm cùng lúc các bạn. Giờ mình sẽ quay hai con làm lúc cho mấy bạn xem nè. Hai con này nó đang tranh thủ tiến hành vét kênh để làm lộ nông thôn các bạn ơi. Sông này thì cá lắm nha, đặc biệt là cá dầu các bạn. Tiếng hơi gần gần quay cho các bạn xem nè. Bỏ cao tới đầu bạn thêm luôn rồi. Quá sâu rồi. Nhập cần luôn các bạn. Khoảng 5-10 năm thì vét kênh một lần nha. Khoảng 10 năm trước thì ở đây cũng đã vét kênh rồi, nhưng mà vét bằng sáng dây các bạn. Giờ là phải vét bằng sáng này nè, cô be nè, càng dài. Con này thì gấp đắt rất là linh hoạt, nó không có cầm kềnh đi sáng dây nha. Nó lấy được đất tốt hơn. Thank you.
kìa, cắm dữ lắm, sử dụng lực rồi các bạn, nhớ hiếu nhớ kẹt.